Chào mừng quý khách hàng và nhà đầu tư đến với chuyên mục cập nhật tiến độ tổ hợp du lịch đa sắc màu Nova World Hồ Tràm tháng 10 năm 2022. Bằng nỗ lực và sự phối hợp đồng bộ, Nova World Hồ Tràm thay đổi từng ngày, thể hiện quyết tâm và cam kết đối với khách hàng. Đến với phân kỳ đầu tiên, The Tropicana, tuyến đường ven biển, bộ mặt của dự án ngày một sầm uất hơn với sự góp mặt của hai thương hiệu mới Yokaku và Seore BBQ với đa dạng cửa hàng tiện ích. Từ siêu thị đầu tiên tại Hồ Tràm, những cửa hàng thời trang, nội thất đến hàng loạt cửa hàng ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế, tuyến đường ven biển đã thực sự chuyển mình, trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách ghé qua và góp phần nâng tầm giá trị bất động sản trong khu vực. Hệ thống tiện ích tại phân kỳ The Tropicana ngày một hoàn thiện hơn, với công viên Tropicana Park đã đi vào vận hành giai đoạn 1 từ tháng 6 và thu hút hơn 100.000 lượt khách chỉ sau 2 tháng vận hành. Cụm tiện ích biển bao gồm hồ bơi nước mặn Ocean Pool, Yoyo Beach Club, nhà hàng The Shark Kid Club and Gym đã đi vào vận hành phục vụ du khách và cư dân. Cụm khách sạn mang tính biểu tượng Hồ Tràm M Gallery đã cất nốt và đang hoàn thành, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2023. Cụm tiện ích phía trên đồi cũng đang trong quá trình thi công và hoàn thiện, gồm hai trang trại Organic Farm and Kid Farm và Clubhouse Khu 3 đang trong quá trình thi công và sớm hoàn thành phục vụ khách hàng. Clubhouse Khu 4 dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Clubhouse 5 và 6 và chuỗi shop villa khu F&B Lagoon, công viên và hồ cảnh quan dự kiến hoàn thành trong năm 2024. 142 căn biệt thự khu biển đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Trong đó, 14 căn biệt thự trải nghiệm với đa dạng phong cách nội thất đã sẵn sàng chào đón khách hàng, mang đến không gian nghỉ dưỡng độc đáo tại miền biển nhiệt đới. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khu 3 đã hoàn thiện, cùng với đó là 269 căn biệt thự khu đồi đang thi công hoàn thiện, đạt 70% và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong quý 4 năm 2022. Biệt thự Lagoon khu 456 mô phỏng ngôi làng cổ châu Âu với đa dạng phong cách kiến trúc mang đến chất sống giao hòa thiên nhiên tại miền nhiệt đới Hồ Tràm đang được thi công kết cấu, dự kiến bàn giao từ tháng 11 năm 2022. Trong tháng 9 vừa qua, biệt thự Lagoon mẫu đã hoàn thiện nội thất và chào đón khách tham quan trải nghiệm. Ngoài ra, khách hàng còn có trải nghiệm chèo thuyền kayak độc đáo với dòng kênh Lagoon 3,8 km uốn lượn quanh các căn biệt thự. Hợp phần mở rộng Happy Beach Villas với dãy shop house mặt tiền khu mẫu đường 42m đã hoàn thiện, cổng chào dự án đang thi công. Các tuyến đường nội khu chính đã hoàn thành, biệt thự giai đoạn 1 đã hoàn thiện, biệt thự giai đoạn 2 đã hoàn thành phần thù, đang thi công hoàn thiện mặt ngoài. Biệt thự giai đoạn 3 đang thi công phần kết cấu, cụm tiện ích của dự án như công viên giai đoạn 1, clubhouse biển đang thi công kết cấu, dự kiến hoàn thiện trong năm 2023. Điểm đến tiếp theo của hành trình là phân kỳ Morito, một Nhật Bản thu nhỏ giữa miền biển Hồ Tràm. Cổng chào và dãy shop house mặt tiền đường ven biển với kiến trúc Nhật Bản đặc sắc đã hoàn thành 100%. Garden Townhouse, nhà phố khu mẫu đã hoàn thiện, cùng với đó là khoảng sân vườn riêng đậm chất Nhật đã mở cửa đón những vị khách đến tham quan. Dự án đã triển khai đồng bộ toàn khu, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 100%. Toàn bộ Garden Townhouse đang thi công phần kết cấu dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Công viên trung tâm, lớp hồ biển đang dần hoàn thiện, dự kiến sớm đi vào hoàn thiện đồng bộ để phục vụ chủ nhân biệt thự Morito. Đến với phân kỳ tiếp theo, Wonderland xứ sở thần tiên, ngày trái tim du lịch Hồ Tràm. Tọa lạc tại trung tâm là cụm khách sạn biểu tượng với kiến trúc lâu đài châu Âu độc đáo, mang thương hiệu Movenpick. Hiện khách sạn đã thi công sàn đến tầng 11, hồ bơi hoàn thiện 100%. Với vị trí trung tâm tại trái tim cung đường biển, khách sạn Movenpick hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới và là điểm check-in không thể thiếu khi đến với Hồ Tràm. Toàn bộ shop house đã hoàn thiện thi công và tiến hành những bước cuối cùng và đang được bàn giao lần lượt đến những vị khách hàng đầu tiên sở hữu. 14 căn boutique hotel giới hạn đã thành hình, đang được thi công máy và ốp gạch để bàn giao cho chủ nhân. 142 căn biệt thự đã hoàn thành kết cấu, trong đó 36 biệt thự giai đoạn 1 đã hoàn thành 100%, 106 biệt thự giai đoạn 2 đang được thi công mặt ngoài và cảnh quan. Cụm tiện ích như nhà điều hành đã hoàn thiện, quảng trường biển với vòng quay ngựa gỗ hoàn thiện 100%, đã vận hành vào quý 3 năm 2022. Club hậu biển đã hoàn thành phần thù, đang tiến hành xây tù và hoàn thiện. Dự kiến phân kỳ Wonderland sẽ bàn giao toàn bộ biệt thự, shop house và khách sạn boutique cùng với các tiện ích để đi vào vận hành đồng bộ trong quý 4 năm 2022. Cách Nova World Hồ Tràm, Wonderland 2 km, chúng ta đến với Havana Island, phân kỳ quyến rũ bậc nhất Hồ Tràm, sở hữu vị trí đắc địa nơi sông biển giao hòa, khẳng định giá trị độc bản trên bản đồ du lịch phía Nam. Dự án đã thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu,
công viên, cảnh quan khu mẫu đã hoàn thiện. Cùng với đó là kè sông, kè biển cũng đã hoàn thành. Bến du thuyền trung tâm đã hoàn thiện và mang lại những trải nghiệm thượng lưu cho những vị khách tinh hoa. Tọa lạc tại trung tâm dự án là cụm khách sạn 5 sao Grand Mercure, hiện đã thi công đến tầng 14, cũng là tầng cao nhất. Quảng trường biển đang được lát đá hoàn thiện, club hậu biển đã hoàn thành kết cấu mái, dự kiến chào đón khách hàng tham quan trải nghiệm trong thời gian sớm nhất. 46 căn shop house với các gam màu rực rỡ, màn thanh âm lễ hội cùng Caribbean đã hoàn thành thi công hoàn thiện thù và đang tiếp tục hoàn thiện cảnh quan để chuẩn bị mở cửa đón những thương hiệu đầu tiên trong thời gian tới. 12 căn biệt thự mẫu đã thi công hoàn thiện và sẵn sàng chào đón khách tham quan. 84 biệt thự và 4 dinh thự giai đoạn 2 đang thi công phần kết cấu và hoàn thiện từ tầng 2 đến tầng 3. 8 boutique hotel đang thi công kết cấu sang tầng 5. Hồ Tràm với lợi thế sẵn có, đường bờ biển dài thơ mộng, thiên nhiên nguyên sơ, nét văn hóa đặc sắc cùng với sự góp mặt của tổ hợp du lịch đa sắc màu. Nova World Hồ Tràm được đầu tư bài bản, hệ tiện ích phong phú và đẳng cấp của Nova Group sẽ biến nơi đây trở thành thủ phủ du lịch miền Nam trong thời gian tới. Cảm ơn quý khách hàng và nhà đầu tư đã cùng theo dõi tiến độ tháng 10 năm 2022. Xin được mến chào và hẹn gặp lại!